Nghe nông bên Tây, mến chào bà con. Thì quay lại cái vườn mít của nhà em nè bà con ơi. Thì hôm gà em thấy có một số bà con mình khá là quan tâm. Thì em sẽ cố gắng cập nhật tình hình sát nhất để cho bà con mình tiện cái phần theo dõi luôn. Đó, hồi ôi bữa nay. Nói chung mấy trái này bữa nay là nó lớn, mình bà con nào có theo dõi kênh của em thì biết rồi. Lớn là lớn có thấy luôn bà con. Trái này bữa nay là trên 3 tắc cho rồi, chiều dài của nó là trên 3 tắc hết rồi. Đó thì em gà em thấy bà con mình quan tâm đến cái kênh YouTube của em á, nó cũng nhiều. Đó thì em sẽ cố gắng ra nhiều video hơn, thực tế hơn để cho bà con mình có tiện cái việc mà tham khảo đó. Thì mình làm nông mà bà con ơi, thì biết nhiêu. Em thì cái vườn của em á, em làm sao thì em chia sẻ thực tế cho bà con mình vậy. Đó, em áp dụng phân thuốc như thế nào thì em chia sẻ vậy thôi. Cho bà con mình tiện cái phần mà theo dõi. Còn những bà con mình đã làm lâu năm rồi á, cái vườn của bà con mình đã đẹp rồi á, thì bà con mình nếu mà đẹp rồi á bà con, thì bà con mình chia sẻ lại cho em cũng như là một số bà con đang xem kênh YouTube á biết thêm đó, để mình áp dụng vô mình làm vườn cho mình cho nó hiệu quả. Ồ nhưng cho cái ở trong mình nhìn vậy với trong video nhìn vậy, chứ ở ngoài nó nhìn đã lắm nha bà con. Mấy cái này nè, ngoài nhìn nó bự hơn lắm, tại đưa vô video thì nó nhỏ lại đó. Thì hổm gài bà con có theo dõi kênh của em thì cũng biết rồi, cái đường phân thuốc của em đang đi á thì nó cũng khá là nó ổn đó. Thì cây của em, cây của mình đó bà con, đang nuôi trái mà cái dàn đọt nè, nó vẫn đi, lá nó vẫn bóng mượt đó bà con, nhìn nó bóng mà nó chiếu luôn á đó. Thì em thấy nó cũng tương đối là nó ổn đó. Thì hổm gà em thì vòng em quay vòng ngoài này cho bà con mình tiện cái phần mà theo dõi thôi, tại vì bà con mình đang theo dõi cái tốc độ lơ mít nó lớn đó bà con, tại vì đang trong giai đoạn nuôi trái mà, với cái tốc độ của cây mình nó phát triển sao nè. Nó thường thường thì em quay vòng phút này thôi, để xíu em bữa nay em đi sâu vô trong phía trong đó thì em quay lại cho bà con mình coi tham khảo luôn. Ôi những trái mít nè, nói chung mấy trái mít này là hôm bữa em có quay cho bà con mình coi chưa à? Nè, cái trái mít này nè bà con, thì đợt nào cũng quay lại cho bà con mình coi để tiện cái phần mà bà con mình so sánh á, cái tốc độ mít nó lớn á. Thì trái này thì hôm bữa em quay tới bữa nay thì tầm khoảng 3 tầng thôi đó, mà nó lớn nó thấy luôn á. Nói chung mình làm nông mà mình làm gì thì mình ham cái đó. Em làm thì cái này dơ ra cái vườn mình ham dữ lắm nha bà con. Em ra hình như là hầu như là nó suốt xuyên suốt luôn, không tỉa trái, không cắt tỉa cành thì cũng chiết trái này kia, mình thăm vườn tứ vườn này kia đâu. Nói chung là cái này ham lắm bà con ơi. Cây của mình cây tơ, cây để ăn trái à, mình còn ham cái đó nữa. Khi mà tới cây mình nó già là cây để 4-5 trái, 6-7 trái đó, nhiều khi cây nào lực để cái chục đó, nó thì lúc đó là ham còn dữ lắm. Bây giờ thì mình tính chuyện cây tơ thôi. Thì hổm gà có một số bà con hỏi em cái quy cách trồng mít như thế nào con, thì hôm nay em chia sẻ cho bà con mình luôn. Đó thì em cái vườn của em làm sao thì em chia sẻ cho bà con mình vậy. Đó thì bà con nào mà chuẩn bị trồng thì bà con mình có thể là tham khảo đó, nếu mà tiền thì bà con mình có thể là áp dụng vô cái vườn của bà con. Đó thì em làm sao em chia sẻ như vậy thôi. Đó thì cái hàng cái của con là từ cây này nè qua cây bên đó là cái hàng cái của em á, là khoảng cách là 3 mét. Nó là từ góc này nè tới góc bên đó đó bà con là 3 mét. Còn cái khoảng cách cây cách cây á, là cây cách cây hàng tới á, là 2 thước rưỡi. Nhưng mà em thì em trồng xỉ tiền, như cái cây bên đây em trồng xéo qua bên đó, nó là thì nó chạy ra nó được khoảng cách của nó là chạy ra được 3,5 ha. Cái đó thì bà con mình có thể là tham khảo. Còn sẵn đây em chia sẻ cho bà con mình cái bát tứ nè bà con. Ở đây em thì em xài bát 10 ly đó, thì bà con mình có thể là tham khảo cái loại bát này. Em thấy nó quay là nó cũng khá là ok á, là cái mặt clip của em là mặt clip này là 4 thước rưỡi 5 thước nè đó, nhưng mà nó quýnh một cái là nó giáp đều cái mặt clip luôn bà con. Cái bát này loại này em mua có 3,000 thôi đó, thì bà con mình có thể là tham khảo. Còn cái khoảng cách mà từ cái bát này mà tới cái bát kia bà con, khoảng cách bát á là 2,8 đó. Nhưng mà cái bát đợt đầu này của em mua này nó quýnh nó khá là ngon, còn đợt sau em mua nó hơi bị dở rồi. Đợt sau nó quýnh vòng ngoài và nó quýnh vòng trong, nhưng mà đợt sau mà cái bát của em mình nó quýnh vòng ngoài không thì bà con mình có thể là phan dày lại đó. Của em cái vườn mít tơ của em tầm khoảng 800 cây bà con, thì hôm nào để có dịp em quay lại cho bà con mình coi tham khảo luôn. Ôi ôi cái dàn lá nó bóng nè bà con, bóng chiếu luôn.
Đó thì của em nó đều đều vậy thôi, em đi thẳng sâu vô trong thì cũng vậy. Nhưng mà tại sao thường thường em quay cái khúc ở ngoài kia á bà con? Là tại vì bà con mình đang theo dõi cái tốc độ lớn của mít á. Ngoài kia thì quen rồi. Đó thì sẵn nó có mặt mít sẵn đó bà con. Thì em quay lại cho bà con mình tham khảo luôn, chứ cây của vườn thì mình làm chung một cái phân thuốc mà. Thì nó cũng đều đều vậy thôi. Đó. Thì bà con mình có thể là tham khảo. Đó, cúc này tới được phân nửa nè bà con, nửa lít rồi đó. Thì cái motor của em đặt phân nửa thì em bơm chạy ra tới cái hai đầu đó. Thì em thì bà con mình nếu mà có cần em gì đó thì bà con mình cứ comment dưới video á, bình luận á, thì em gặp thì em sẽ quay lên em chia sẻ thôi. Như hổm gà thì có một số bà con hỏi em cái quy cách mà trồng mít nè, với cái khoảng cách mà cái bét tới á, thì hôm nay em chia sẻ cho bà con mình luôn. Thì bà con mình có muốn càng hỏi gì thì bà con mình cứ để lại bình luận đó. Thì em gặp thì em sẽ lên video em chia sẻ thôi. Thì bà con mình cùng làm nông mà, mình biết được nhiều thì mình chia sẻ nhiều. Đó, thì bà con mình thấy nó phù hợp thì bà con mình có thể là mình áp dụng. Cái trại em để phân thuốc nè bà con. Thì hôm nào em sẽ quay cái mấy cái loại phân đó. Em sợ nó bị lên YouTube bà con, em sợ nó bị bản quyền. Em không có dám quay mấy cái nhãn thôi. Em mà em nhắc cho bà con mình nè, em làm YouTube đó thì sau này em chủ yếu xây dựng cái kênh lâu dài của con, thì mai ra sau này em kiếm tiền YouTube thôi, chứ em thì em không có bán phân bán thuốc gì hết trơn nha. Thì một số bà con mình đừng có nghĩ là cái vườn của em giới thiệu phân thuốc để cho bà con mình xài, không có đâu. Em thì em chủ yếu em sau này thì như cái thời gian của mình đi thăm vườn bà con, nhưng chắc này em đi thăm vườn nè, nếu như em đi không thì nó hơi phí đó. Sẵn em đang đi thăm vườn rồi thì em quay lại em chia sẻ cho bà con mình luôn. Đó, sau này em có thể là em kiếm được tiền YouTube đó. Nó thì bà con mình hiểu cái điều đó giùm em. Chứ em thì em không có bán phân bán thuốc gì hết trơn á. Nó thì em thấy em xài cái gì nó hiệu quả, nó thì em quay lại em chia sẻ cho bà con mình. Nè bà con thấy không? Cái dàn trái là hôm nay là bà con đấy cái bao nó đều của em tầm khoảng 90% rồi. Đó, nó đều đều vậy hết trơn á, nhưng mà cái trái của nó thì lúc nào nó không đồng loạt. Trái lớn trái nhỏ, bà con nhìn cái dàn lá nè, nó bóng nó mượt. Em thấy thì cái vườn của mình nó tương đối là nó ổn đó. Thì em mới quay lại em chia sẻ cho bà con mình thôi, coi thôi. Thì bà con mình thấy nó phù hợp thì bà con mình có thể là áp dụng vô. Còn bà con mình đã làm lâu năm rồi á, cái vườn của bà con nó tốt hơn á, thì bà con mình có thể là chia sẻ cho em cũng như là những bà con đang xem trên kênh YouTube của em nè, biết thêm để mình có thể là mình áp dụng vô cái vườn của mình để mình làm cho nó hiệu quả kinh tế đó. Thì làm nông mà lúc nào nếu mà cái cây của mình nó tốt, nó phát triển, cái trái nó đạt thì lúc nào mình cũng phấn khởi đó. Thì làm lúc nào mình cũng trông cho có một cái mùa mà gọi là bội thu á bà con đó. Thì làm cái gì thì cũng vậy bà con ơi, mình trao đổi, mình chia sẻ nhau nó làm. Em thấy em thì hiện tại thì em làm sao thì em chia sẻ cho bà con mình vậy thôi, em gọi là sát thực tế nhất luôn đó. Chứ rồi sau này em sẽ cố gắng em quay nhiều vườn hơn bà con. Thì ở khu của em thì nhiều bà con mình làm mít nó đạt chứ lắm. Tại khu của em giờ nó trồng mít, người ta mới trồng mít chứ lắm. Những một số bà con mà trồng mít lâu năm thì cũng nhiều lắm đó. Thì bà con mình có thể là tham khảo, mình coi nếu mà thấy cái nào hay phù hợp thì mình áp dụng thôi. Bây giờ mạng xã hội thì nó tràn lan bà con ơi, nhưng mà mình coi cái gì cũng phải chọn lọc đó. Chứ coi mà nhiều quá thì nhiều khi nó cũng không tốt. Coi mình chọn lọc ra cái nào mình thấy phù hợp thì mình áp dụng đó. Rồi thì hôm nay thì em có một số chia sẻ cho con mình nhiều thôi. Chủ yếu em ra video là cho bà con mình bám sát vào cái thực tế ở cái vườn Mr. của em nè. Thì bà con nào có theo dõi cái vườn của em thì cũng biết rồi. Vườn em thì 11 tháng cho trái rồi. Tới thời điểm hiện tại thì được 13 tháng mấy ngày rồi đó bà con. Đó, cái trái bên này nè. Ôi mít. Thường thường em quay vòng vòng mấy cái trái vòng vòng ở ngoài đầu clip nè bà con, để cho bà con mình coi rồi nắm sát cái tình hình thôi. Chứ em đi sâu vô trong kia thì vẫn bình thường. Đấy, cái vườn của mình nó đều hết trơn đó bà con. Ừ. Đó. Nó vườn của em thì mình xài chung một phân thuốc mà nó đều do vậy đó. Nó thì bà con mình có thể là xem để bà con mình biết thêm thôi. Rồi thì hôm nay em chia sẻ cho bà con mình nhiều thôi. Chủ yếu thì em quay lại em cho bà con mình bám sát vào cái vườn của em á. Đó, bà con mình, tại em làm thực tế bà con ơi.
thì em sẽ cố gắng ra video từ đây mà tới khi mà mít thu hoạch, rồi sau này cây tơ luôn, cây già luôn đó. Thì em quay, em thấy em làm sao em thấy nó hiệu quả thì em quay lại em chia sẻ cho bà con mình, thì bà con mình coi thấy nó hay thì bà con mình mới theo dõi cái kênh của em, thì sau này em có thể là em kiếm được tiền YouTube nha bà con. Chứ em thì em không có bán phân bán thuốc gì hết trơn á, thì bà con mình lưu ý. Rồi thì em xin kết thúc video tại đây nha bà con. Rồi, mến chào bà con, chúc bà con một ngày tốt lành.